Nặng quá. Tâm Mỹ Bảo, Tâm Mỹ Bảo, Tâm Mỹ Bảo ơi, Tâm Mỹ Bảo. Có chuyện gì đây? Giúp tớ một tay với, nặng quá. Nga Bi gọi à? Giúp cậu á? Không được đâu, tớ đang bận lắm, phải đi luôn đây. Tớ đi đây. Toàn mấy bóng ích kỷ thật đấy. Rồi hết đồ rồi. Đã mệt rồi còn rơi hết kẹo nữa. Mà gặp Toàn Bé Bỏng chả giúp chị gì cả. Anh Toàn Bé Bỏng xuống kính đây. Thôi để em giúp chị vào tay. Chị cảm ơn nhá. Nè, chúng ta đã nhận xong rồi chị ơi. May mà có biển răng to đây, chị không nhận hết đồng đồ này ấy. Hay là nhảy em cầm hộ chị về nhá. Thế là chị em mình về thôi. Đi rồi. Hiền ơi, em vào đây giúp chị. Đây chị ơi. Món quà cho em này. Em xin chị nhá. Thôi em đi về đây. Chào em nhá. Hề răng to, đúng là một cô bé tốt bụng mà. Hello các bạn ơi, mình có nhiều đồ chơi không này. Hai ô tô đẹp luôn, hai ô tô chở nhau luôn này. Mình có cả máy bay này. Các bạn xem này. Thích chưa? Bé đẹp quá, phải chơi ô tô nữa. Ở đây lâu rồi. Thế có chuyện gì? Bé Bỏng ơi, trời sắp mưa rồi. Anh sang nhà em lớp mưa em về nhà với. Căn nhà nào cơ? Căn nhà ngay bên cửa nhà anh đây này. Nhà này của em à? Nhưng mà không, anh không giúp được đâu. Anh đang bận lắm, anh đang chơi đồ chơi đây này. Thôi em về em tự làm đi. Trời sắp mưa rồi. Bây giờ mình vẫn chưa xây nhà xong. Làm thế nào bây giờ? Thank you.
về đến nhà nhỉ? Vâng. Hai cậu có mệt không? Không đâu. Giúp lần sau là bọn tớ vui lắm rồi. Tôi cảm ơn Gabi, mấy người răng to nhá. Tớ nghĩ lại, tớ thấy xấu hổ quá. Lúc nãy tớ có những hành động ích kỷ. Mong rằng Gabi, mấy người răng to bỏ qua cho tớ nhá. Rồi lần sau tớ hứa, chúng ta sẽ là hàng xóm tốt với nhau. Có được không? Ơn hai bạn nhá. Vậy thì từ giờ chúng ta sẽ là hàng xóm tốt nhá. Có việc gì sẽ giúp đỡ nhau được không? Ừ. Ngon nhỉ?